tiếp tục trong cái buổi hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mô hình lến, một cái lến kinh điển nữa. Nó à, nó cũng tương tự như Bin Ba và nó cũng nó cũng không bằng bin Ba lắm đâu. À, nhưng mà nó cũng sẽ đại khá là chúng ta học thì chúng ta cứ học là những cái à, những cái lến mà nó, à, nó 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 thường xuyên xuất hiện, mình sẽ chỉ cho mọi người những cái lến mà nó thường xuyên xuất hiện ở trên thị trường để sao cho mọi người có thể à, biết thêm cũng như chúng ta vận dụng được thêm. Đấy. Thì cái mô hình ngày hôm nay mà mình sẽ chia sẻ với mọi người đó là một cái mô hình uh, outside bar ấy, hoặc là hai người ta gọi là lến x uh, xfin hoặc là tên tiếng việt của nó là đến nhấn chìm thì bản chất đấy bản chất của nó ấy, nó cũng uh, uh, chảo các gì khác biệt với cái lến pin ba rồi ạ thực chất cái cây lến uh, cái cây lến gọi là cái lến uh, lến gọi là lến nhấn chìm này đến uh, ấy thực chất đấy nó là nó 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 là cái lến pin ba nhưng mà nó tách ra là hai phiên nó tách ra là hai phiên khác nhau thì phiên đầu tiên mọi người nhìn này cái phiên đầu tiên là cái phiên đầu phiên này, này. Đấy. thì khi phiên đầu tiên này là cái là khi mà nó gián, cái giá mở cửa nó mở ra thì uh, phe bán nó đẩy giá xuống nó, nó đỏ lo như thế này đấy và và nó tạo ra một cái lực bán rất là mạnh và tạo ra một cái lực bán rất là mạnh đúng không ạ và ngay ngay cái phiên tiếp theo tức là ngay sau một cái phiên đó đấy, thì nó tạo ra một cái cây lến gọi là cây lến uh, tạo một cái lến quay ngược 180 độ đấy nó hấp thụ toàn bộ cái gọi là cái lực bán của cái lực bán lực lớn của cái lấy phía trước này. Cái cái lén đỏ như vậy nó hấp thụ toàn bộ luôn, nó hấp thụ toàn bộ và cái cái lén xanh này nó bao trùm toàn bộ cả cái lến đỏ. Đấy. Thì khi đó thì thì thì, thì, thì cả hai cái lén này nó gọi là một cái cụm gọi là cụm lén nhấn chìm, cụm lén nhấn chìm. Không này đây. Đây đây là hai cái thì như thế nào là bao bao phủ nhá. Như thế nào là bao như thế nào là gọi là gọi là gọi là là gọi là lến nhấn chìm đấy mọi người nhìn thấy này đây thì cái lến này cái điểm đây là cái thân lến đây nó gọi là cái giá mở cửa giá đóng cửa đúng không giá đóng cửa này giá mở cửa nó làm trọn bộ ở trong cái khu vực đóng cửa và mở cửa của cái cái lến xanh này đó đó ở đây mình có giải thích. ở đây là một cái hình ảnh này độ dài của cái lến uh, tăng màu xanh phải nhấn chìm được cái gọi là uh, cái, uh, độ dài của cái lến đỏ đấy phía trước và lến xanh phải tăng cao hơn và dòng đóng cửa phải cao hơn và cái lến trước Thế. thì hai cái kiến này hai cái kiến này ấy, nó sẽ đứng cạnh nhau mọi người nhá nó sẽ đứng cạnh nhau thì đây là phiên bản của phiên bản là phiên bản tăng giá tức là ở trong cái hai hai cái phiên giao dịch đấy là cái phe mua ấy nó đã hấp thụ toàn bộ cái phe bán trước đó và đối với ở ở trong cái xu hướng tăng còn đối với xu hướng giảm ấy thì nó sẽ ngược lại thì bây giờ để mà hình dung cho mọi người dễ hơn về cái cây lến nhấn chìm này nó sẽ là như thế nào thì đây mình sẽ có trên biểu đồ luôn ví dụ như chúng ta có con đọt đúng không con đọt này Đó thì chúng ta sẽ sẽ có luôn để cho mọi người biết ví dụ như đây đây cũng là một cây lến nhấn chìm này đây 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 cũng là một cây nhấn chìm đúng không mọi người nhìn cái lến cái lến đỏ tức là cái lến đỏ này tức là cây lến đỏ này nó tạo ra một cái lực bán ở trong cái phiên ở trong một cái phiên là phiên trước đó là phe phe bán đẩy giá xuống đã giá mở cửa đây này là 4.117 đúng không? Đã. nó đẩy giá xuống ở đây là 4.154 một cái lực phe bán rất là mạnh rồi. Sau đó đến phía tiếp theo thì sao? Thì, thì, thì thì sao? Giá bắt đầu đẩy mạnh lên, giá bắt đầu đẩy mạnh lên là cái thân lến này nó mở này, nó mở bắt đầu từ đây đúng không? Nó đẩy mạnh phát lên, nó bao trùm toàn bộ cả cái cái thân lến này. Thì đây nó, nó gọi là một cái cụm gọi là cụm lên nhấn chìm, cụm lên nhấn chìm nhá cùng nhấn chìm Đấy, cùng nhấn chìm Đấy, cùng nhấn, nhấn, nhấn chìm hay là trong h 1 cũng vậy thường thường thì mình sẽ sử dụng là ở trong h 4 thôi cái h 1 cũng có đây h 1 thì đây cũng, cũng có luôn này đây này. đây đây cũng là một cái nến chìm này mình nhìn này đây đây là một cái nến chìm đây cái nến trước đó tạo ra một cái lực bán tạo một lực bán rất là mạnh à, lực bán rất là mạnh và sau đó đến phiên tiếp theo phiên một giờ tiếp theo khi Thì có một cái lực phe cực kỳ là mạnh Đấy. Nó đẩy giá nó quay ngược 180 độ Nó đẩy giá lên Áp đảo toàn bộ Cái đó là cái phe mua này Đấy. Áp được cái phe mua này Áp đảo cái phe bán này đó. Và nó bao trùm toàn bộ cả cái cái lến luôn Bao trùm toàn bộ cái lên luôn Hay đây này Ở đây nó có một cái cụm gọi là cụm lến Gọi là cụm lên nhấn chìm Ở đây mọi người ý nó có hai cây đúng không Nó có hai cây nhưng ở đây nó có một cái vùng bay này vùng bay này đây một cái vùng bay à đây vùng bay mày vùng bay đây đây là một cái lệnh nhấn chìm thì cả cái cây lệnh nhấn chìm này nó bao trùm toàn bộ là 4 đến 5 cây Lên trước nó bốn à, 4 đến 5 cây lên trước nó thì thường thường những cái cụm kiểu lên nhấn chìm như vậy thì nó sẽ uy tín hơn so với là là hai cây à, so với hai cây tức là nó sẽ có đơn nhá một là hai và ba là một một là kiểu nó có một cây hai là nó sẽ tạo một cụm đấy một cụ kiểu vậy một cụ kiểu vậy và đấy là cũng lý do tại sao mà cái lệnh này mà khi mọi người ý này giá giá này giá nó chặn vào đây chạm vào cái vùng đi men này một cái vùng vùng gọi là vùng vùng cụm này đó ở đây ở đây nó cũng một vùng cụm đúng không đây nó cũng một cái vùng này đó thì khi mà nó chạm nó chạm vào cái hai vùng này đấy thì đây là một cái vùng gọi là vùng đi men thì zone rất là mạnh ở đây rồi thì giảm ra, giá bắt đầu bắt ngược trở lại. Mọi người thấy không ạ? Cái lệnh đỏ mà chúng ta đang giao dịch nhé Cái lệnh này thì mình lúc ấy mình mình và team cho anh em ấy một giao dịch ấy thì cái lệnh này á thì bản chất là đánh theo thuần là theo SMC smart concept. Smart, smart Mini concept SMC. Thì nó về một cái vùng vùng OB order block ở dưới đây. Đó. Thì ở khi mà cái lến uh, nhưng mà cái cái, cái order block nó không phải là không phải là đến chìm đâu nhá. Chẳng qua là nó gọi là nó 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 đang khớp thôi, tức là chẳng qua là uh, cái cái vùng order block này nó lại nó chẳng may nó lại dính vào cái vùng là cái vùng khu vực là lên nhấn chìm thôi, chứ không phải lên nhấn chìm, tức là không không phải ở chỗ nào nó có lên nhấn chìm nó là vùng order block đâu, mọi người nhé, mọi người phải hiểu hai khái niệm cho mình khác nhau. Đã. Về SMC thì mình đã nhắc cho mọi người ở trong uh, cái buổi trước thì anh Việt đã chia sẻ mọi người rồi, thì mọi người uh, thì mọi người để xem lại, đó, chứ không phải là cái nhấn nhấn chìm nó sẽ là cái vùng order block thôi nhá Chẳng chẳng qua đoạn này thì nó có cái lên nhấn chìm, đã thì nó sẽ uy tín hơn một chút đấy mình hy vọng là khi mà cái lực nó chạm đây rồi nó có thể bật ngược lên trở lại đó chúng ta đang phải phá đừng phá đừng giá này nó bật tăng đúng không nó bật tăng bật tăng trở lại lên đấy, chúng ta hy vọng là, cái cái lến này nó sẽ nó sẽ có một cái nhịp gọi là tăng rất là đẹp đấy tăng lên để chúng ta ăn một cái một cái lệnh này đấy. thì thường thường nhé thường thường để mà giao dịch những cái lến nhấn chìm này đó thì mọi người sẽ thường là là sao ạ là chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ xác định được là, là cái vùng cái lến nhấn chìm chúng ta à, đâu đúng không đây là cái lến nhấn chìm đúng không đây là cái lến nhấn chìm đó thì đây thì thì cái vùng đánh kẻ này đánh kể này nó là cái vùng gọi là vùng demand gọi là à, vùng demand zone một cái vùng gọi là vùng à, nó gọi là một cái vùng gọi là vùng giá mua giá đẹp để mua đấy à, vùng demand zone demand zone nó thì hiểu là một cái mức giá ở đó mà à, các cái nhà giao dịch họ sẽ thường mua khu vực này thì thường thường mình sẽ giải thích cho mọi người đơn giản hơn là những cái khu vực này thì nó sẽ có cái vị thế của cá mập. Đơn giản mọi người hiểu Đấy. đấy. Ví dụ như đây nhá. À, à, thực, thực ra nhà cái cây cái cái, cái, cái lên nhấn chìm này nó cũng chưa đẹp nó chưa thực sự đẹp lắm. Nó chưa thực sự đẹp lắm mọi người ạ. Nó chưa thực sự đẹp lắm. Chưa thực sự đẹp lắm. Bởi vì mọi người à, mọi người dùng dung là có những cái lến nhấn chìm ấy nó 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 sẽ không không gọi là À, để mà gọi là cái cái lấy nhấn chìm nó đẹp ấy thì thường, mình hay sử dụng ở khung H4 nhấn chìm thì áp dụng tại khối Olorock tạo ra uh, cụm lấy nhấn chìm à, đúng rồi thật ra là cái buổi như vậy là, 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 em đang chia sẻ cho mọi người về cái việc là uh, mình phải hiểu được cái tư duy là cái cái cây lấy nhấn chìm nó là như thế nào và cái tư duy tại sao là có có cái lấy nhấn chìm này và trong cái lấy nhấn chìm này là uh, tại sao nó lại sẽ xuất hiện ra cái lấy nhấn chìm và ý nghĩa đằng thực sự đằng sau của nó là như thế nào giống kiểu cái bin ba mọi người ạ. Giống kiểu bình bình ba. thì khi mọi người hiểu được tất cả những cái lến nó giống nhau được đấy. thì mọi người áp dụng vào thì nó mới gọi bổ trợ cho nhau được. Giống như kiểu mình bảo ấy, mọi người phải học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đúng không ạ? Mọi người cộng mọi người học cộng trừ nhân chia, mọi người học bảng chữ cái thì khi đó thì mọi người mới viết được viết được chữ. Cũng giống như kiểu là việc mọi người học cộng trừ nhân chia xong thì đưa một bài toán thì mọi người mới có thể giải được đúng không ạ? Chứ không phải chúng ta kiểu học một bài toán cộng, học bài toán nhân xong chúng ta mang đi nó giải một bài toán nào đó kiểu có cả phép cộng phép nhân đúng không à, chúng ta phải học từng cái một đã, thì đã lý ra tại sao mà ở trong những buổi thì thì mình cũng như là mình sẽ chia sẻ cho mọi người chỉ những cái một chỉ một nội dung, dung thôi một nội dung thôi để làm sao cho mọi người hiểu được cận kẽ cốt lõi nhất về cái phương pháp về cái cây lến đấy và khi đó mọi người áp dụng thử sai thử sai mọi người hiểu là cây lến đấy rồi thì khi đó mọi người áp dụng kết hợp lại ba bốn yếu tố lại khác nhau thì cái 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 tỷ lệ giao dịch của mọi người nó sẽ đem lại cao hơn rất là nhiều cao rất là nhiều ví dụ như cái như là con đọt con đọt cho mọi người ấy, thì nó là nó 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 có là một cái cây lến gọi là cây lến nhấn chìm xong rồi cộng với vùng oberlock đúng không đó thì nó cũng tạo gọi là tăng cái tỷ lệ giao dịch hơn nhá thì đại khái để mà có một cây lến nó nhấn chìm nó gọi là nó đẹp hơn nữa đây, ví dụ đây đây là một cây lến nhấn chìm đẹp này đây mọi người nhá đây là một cây lến nhấn chìm rất là đẹp đây cây lến này mọi người để ý trước đó mà có một cây lến uh, lực lến bán lực để bán giảm Uh, một lực một cái lực lên bán giảm và sau đó có một cái lực lên lực lên gọi là lực lên của phe mua họ đã tạo ra một cái lực gọi là uh, bằng cái nào đó có một cái gọi là uh, có ai đó ở trên thị trường họ mua Gọi là đã uh, gọi là mua một cái lực lên một cái lực gọi là rất là mạnh ở trên thị trường là và gọi là nhấn chìm toàn bộ tất cả cái cụm lên này yeah, nó có một cái cụm mà là cụm lên đây chưa chơi cụm lắm Chỉ có một cái này thôi nhưng mà khả năng nó sẽ à, cái cái đoạn này là nó nó bật lên hết hạn à, mọi người để ý cái volume này volume của nó rất là lớn volume rất là lớn và thường thường những cái khu vực này mọi người sẽ cần phải kẻ một cái vùng demand zone đây nhá thì khi mà giá nó chạm về vùng này ta bắt đầu lên giao dịch đúng không ạ giao dịch đây, mở một lệnh long ở đây là xử như vậy đó sl dưới đây sl dưới ấy, một cái vùng gọi là một cái vùng nó là một cái vùng, là, một cái vùng, là, một cái vùng à, hỗ trợ Đấy, một cái vùng hỗ trợ một cái vùng cực trị cái này nó sẽ là mình sẽ chỉ cho mọi người sau đó cái này nó sẽ đại khái nó sẽ là một cái vùng gọi là vùng uh, vùng cản cái vùng kháng cự hỗ trợ mà nó gọi là khó để vượt qua được đấy, chúng ta sẽ đặt ở cái lệnh s stop loss ở cái đoạn đấy để mà cái lệnh chúng ta để đảm bảo nhất thì ví dụ như lệnh này đúng không mọi người nhé lệnh này nếu mà chúng ta học như, như học chúng ta học cái phương pháp bin ba trước ạ ví dụ ok chúng ta vào được lệnh ở lệnh này đúng không ạ nhấn chìm này lên nhấn chìm đúng không giá nó hồi về ở cái khu vực mà có cái vị thế là À, một cái vị thế là rất là lớn đây một cái vị thế vùng gọi là cái vùng gọi là vị thế Đã khá là cái khu vực kích vô này, này này nó có gọi là vùng gọi là vùng cá mập đúng không ạ có vị thế của cá mập như ở trong bin ba Mình có chỉ mọi người ấy, là những cái cây bin ba mà nó có cái volume rất là lớn thì thường thường ở trong những cái khu vực đó nó sẽ có khu vực gọi là cá mập nó đã nó đã có ở trong cái vị trí đấy rồi thì thường thường chúng ta đánh ở cái vị trí gọi là vị thế của cá mập ấy thì thường thường tỷ lệ thua nó rất là thấp đấy. ví dụ như lệnh này người long đúng không người long đây người long đây xong rồi người chốt dần lên ở những cái vị thế gọi là vị thế volume nó to, Đấy, ví dụ đây người vào lệnh này đúng không, người chốt đây phát, Đấy, cái volume nó to mà, đúng không, volume này này nó to này, Đấy, chốt đây phát, Đấy, thì chúng ta cũng được à, à, dễ dàng một giờ lợi nhuận rồi. hoặc là dụ mọi người chốt đây này, chốt ở những cái khu vực mà nó có cái cái cái, cái gọi là nó có cái khu vực hỗ trợ kháng cự ở trên đây này, Đấy, nó có cái lực lực là lực, lực volume ở trên đây, Đấy, ví dụ cái lấy này rất là mạnh, Đấy, chốt đây 15% phần trăm nếu mà chúng ta về gọi là đánh uh, sport và đối với ví dụ đòn bẩy future sao 10 10 đòn bẩy x10 ạ à? 150 thì theo mọi người là ở trong cái ở, ở thị trường tài chính uh, truyền thống ngoài kia hay là thị trường truyền thống ngoài kia thì có cái có cái lợi là có cái thị trường nào mà nó đem lại cái lợi nhuận nó nhìn nó là như thế này không ạ chỉ có một thị trường tài chính là nó sẽ đem lại chúng ta một cái tỷ lệ nó lợi nhuận nó nó, nó lớn Đó, nhưng đôi khi đôi khi nó sẽ cần phải đánh đổi Đó, nhưng mà và tất cả những cái những cái việc mà thị trường giá chạy hay là tất cả những cái thị trường mà nó nó biến động nó di chuyển đi vào thì nó đều có cái công thức có cái cách để tư duy mà chúng mà mọi người ở đây mình hy vọng mọi người hiểu được cái tư duy của những cây lến này nó hình thành nó là như thế nào chứ không phải hiểu chúng ta biết à cái lến này nó nhấn chim là cái lến đỏ này xong rồi cái lến xanh nó nhấn chim nó chỉ cần bao trùm cái lến trước là chúng ta vào lệnh nhưng mà không chúng ta phải hiểu được đằng sau cái lến nhấn chim này nó nó đang xảy ra cái điều gì đó nó đang xảy ra cái điều gì đó thì ở trong ví dụ ở trong cái vùng cái vùng ví dụ vùng này, này đấy nó có cái vùng gọi là vùng vị thế cá mập mọi ngày dung này à, thì khi mà có cái lến gọi là cái lến nó lớn người đúng không nó có cái volume cái, cái cực kỳ lớn đấy thì những cái volume này nó chỉ xảy ra là chỉ có những cái gọi là đội đội cá mập nó mới gọi là nó mới gọi là tạo ra được đúng không cho còn đội cá con như đội cá con đây này đây cũng là một cái lến uh, đây, đây đây cũng là một cái lến nhấn chìm này đấy một cái lến nhấn chìm nhưng cái vô đủ nó không 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 cao lắm đúng không? Thì thường thường những cái lến này nó sẽ nó sẽ gọi là do cá con nó hình thành đen là sử những kiểu cái lến này nó có cái volume cả 1 tỷ đô hả? Có những cái lến này nó chỉ khoảng 1 200 tỷ, 200 triệu đô thôi. Thì thường thường những cái lến này nó sẽ uy tín hơn rất là nhiều. Mình không nói là nó nó đúng hay không nhé Mình chỉ nói là những cái lến thường thường những cái lến vun vun to ấy nó sẽ có gọi là cái tỷ lệ thắng nó cao hơn. Cái tỷ lệ thắng nó cao hơn. Và thường thường mình sẽ sử dụng ở trong khung H4, H4 thôi. H1 cũng được nhưng mà mình không xua, tức là không chắc chắn lắm cái việc là mọi người à, sử dụng à, cái cái việc mà H1 này nó à, nó 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 là mang tỷ lệ thắng cao. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể áp dụng thêm cả à, SMC hoặc là những cái khu vực gọi là à, order block Đấy, để chúng ta có thể kết hợp lên những anh quy loại đây, nó sẽ tạo ra những cái vụ việc là cái tỷ lệ thắng nó cao rất là nhiều. Cái đoạn này nhá, cái volume này, volume từ, từ những cái đoạn volume kiểu volume to đùng như vậy này, từ từ nó sẽ có một cái vị thế, vị thế của cá mập. Đấy. một thường mọi người để là volume ở đỉnh volume ở đỉnh là volume bán còn volume ở đáy là volume mua mọi người nhớ đây này đoạn này đúng không sập này giá giảm đúng không giá giảm cột volume tăng đỏ loe nhưng mà sao bắt đầu giá nó tích tụ gom lại đẩy lên đúng chưa đoạn này cũng tương tự thôi nó sẽ đẩy giá nó sẽ đẩy một khoảng một vài cây cực kỳ là xanh Đấy, cái volume cực kỳ là lớn là thì những cái đoạn như kiểu như vậy này là những cái đội mà đội long sọt hoặc là những cái đội mà đội long sọt toàn bảy lớn đấy nó vào rất là nhiều đấy nó vào rất là nhiều dẫn tới là cái thanh khoản nó cực kỳ là lớn đấy mọi người dùng là ví dụ như kiểu đoạn này đúng không đấy, nó mua nó mua một tỷ đô Đến đây nó lãi ba mươi rồi đấy đến đây là nó lãi ba mươi là nó có tỷ ba đô hoặc là nó mua ở những cái dùng đoạn này đấy nó có vùng những cái vùng này Và tại sao mình thường bảo mọi người là uh, cái lệnh uh, uh, mà đoạn này cũng không lên long 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 vội nhé bởi vì là thường cái lến mà lến bin ba hoặc cái lến nhấn chìm này mình sẽ mình sẽ đánh nó ở những cái đoạn mà nó 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 đi sideways nó đi ngang một chút đó thì tức là bản chất đó mọi người dùng là uh, mọi người mặc định cho mình trong đầu nhá là vùng sideways là vùng gom của cá mập mọi người nhớ cái tư duy này mặc định cho mình trong đầu cái tư duy này là cái vùng đi ngang vùng sideways nó là vùng mua của cá mập đây, ví dụ như kiểu đây đây nó cũng là một cái gọi là dạng gọi là sideways tức là nó có hai cái vùng giá đây vùng giá là 1.1.6 1.7 1.8 luôn đúng không, không? 1.8 thì đây là cái vùng gọi là vùng giá nó đi ngang nó phản ứng này tăng giảm tăng giảm không giảm thì đây là một cái vùng gọi là vùng đến vùng đến giá đấy và sau đó khi mà gọi là cái mập nó có đủ rồi à, nó, đủ, bạn. nó có đủ ạ nó có cái lến nó gọi là lến đến đẩy lên rồi kiểu dáng kiểu lên nhấn chìm nhỉ hạn kiểu vậy đó, đẩy lên đó, nó bao trùm toàn bộ tất cả cái lến trước Để ví dụ đây này đây đây là một cái lến nhấn chìm này đây mọi người đi này đây đoạn này đến chìm này đúng không đấy nó bao phủ toàn bộ bật lên Đấy. bật lên bật lên thì vô hình chung là đoạn này thì chúng ta khi mà chúng ta chúng ta thấy một cái lến này đúng không Đấy. thì chúng ta phải đặt một lệnh đây luôn Đấy. đặt một lệnh ở đây thì khi mà cái, cái, khi mà cái cái lến này nó kết thúc nhá chứ không phải đợi đến cái lến này đâu thì vô hình chung là cái cái lến đỏ này nó nó chạm ngược lại rồi mọi người nhìn là cái dấu lến này nó chạm ngược lại đúng không? Cắt lỗ dưới vùng cực trị này. Đó, thì lệnh là chúng ta ăn bao nhiêu? Ăn theo cái điểm cắt lỗ này. Ăn theo điểm cái điểm vôn nhá. cái cái volume to ấy, Đoạn là bao nhiêu? 20%. X10 bao nhiêu? 200% lợi nhuận. 200% lợi nhuận. Đấy. Đấy. Thì thường thường những cái lến kiểu nhấn chìm như vậy chúng mình sẽ đánh theo ở đoạn Sideway sideways hoặc cái giai đoạn mà nó đang đã khá là cái, cái vùng mà mình 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 nghĩ mình 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 mình, mình tư duy được rằng là là cái vùng đấy là có vùng bị theo cá mập đấy chứ còn đoạn này đoạn này nó cũng khá là cao rồi chứ cá mập mọi người đi cá mập ai, ai ai nó đi mua ở vùng này đúng không đây là cái vùng đỉnh mà đúng không mọi người phải hiểu là cái tư duy đấy hiểu được cái tư duy là lý do tại sao mình vào vào cái lệnh chứ không phải cứ cứ à cứ lên cứ lên cứ lên nhấn chìm là chúng ta vào đâu chúng ta phải hiểu được là đằng sau cái cái lên nhấn chìm hoặc là một cái cái lên đấy cái tư duy nó là như thế nào để mà chúng ta chọn ra được những cái vùng điểm mua điểm bán nó phù hợp để mà tối ưu được cái, cái hiệu suất và cái, cái tỷ lệ thắng cao nhất đấy. và thường thường mình sử dụng trong h4 h1 nhé đây h4 đây những chìm đẹp không cực kỳ đẹp Đây Đấy. Đấy, những đoạn lùng say quay ngang như vậy này đấy. thì nó có thể là phân phối hoặc là gom hàng nhưng mà thường thường những đoạn này nếu mà đánh đánh ở đoạn này thì sẽ ok hơn là việc là mọi người đánh trên đây ở những cái vùng này vùng đỉnh mà vùng đỉnh vô luôn nó xả như vậy thì lao vào mà chết à nó xả ngập đầu đấy